Chào các em, để tiếp sức cho các em trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh sắp tới thì cô sẽ làm một số những cái video miễn phí. Và những video này sẽ tập trung vào một số những cấu trúc câu điểm 8, điểm 9, điểm 10 để giúp cho chúng ta có thể thứ nhất là ôn lại được những cái kiến thức cũ này, và thứ hai là để tối ưu hóa điểm số của chúng ta. Quan trọng nhất là phải tối ưu hóa điểm số của chúng ta, đặc biệt là với những bạn nào mà đặt mục tiêu cao, ví dụ như là điểm 9 đến điểm 8, 8 rưỡi hoặc 9 hoặc là hơn thế nữa trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Mỗi một clip thì sẽ có khoảng 10 câu tất cả, và những câu hỏi này thì sẽ được lấy từ những cái đề thi được lấy hay là được chọn lọc. Cụ thể là cô đã chọn lọc ra từ những cái đề thi tuyển sinh đại học những năm trước đó. Cụ thể là với câu đầu tiên này thì được lấy từ trong đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 khối A1. Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ cô sẽ cho chúng ta một chút thời gian để chúng ta đọc câu hỏi, và sau đó thì cô sẽ chữa ngay cái câu hỏi này nhé. Tom hasn't completed the work yet and Maria hasn't. Câu này có nghĩa là gì? Tom vẫn chưa hoàn thành công việc và Maria cũng vẫn chưa cái gì đó, đúng không? Ở đây chúng ta để ý là ở đây có hai cái liên từ and, thì and nó nối giữa hai cái vế câu mà nó phải có một cái sự tương đồng về mặt ý nghĩa, đúng không? Đấy. Nếu mà trong trường hợp đây là but chẳng hạn thì rõ ràng là nó sẽ có sự tương phản về mặt ý nghĩa, nhưng ở đây là and thì rõ ràng hai cái vế của câu này phải có sự tương đồng về mặt ý nghĩa. Như vậy chúng ta thấy là gì? Hasn't completed là Tom vẫn chưa hoàn thành, thì Mary cũng phải gì? Vẫn chưa hoàn thành, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là đây là dấu hiệu của một cái câu nói đồng tình, đúng không? Câu nói đồng tình. Thế thì ở đây khi mà chúng ta muốn sử dụng một cái cấu trúc đồng tình với một cái câu khẳng định ở phía trước, phủ định ở phía trước, chúng ta thấy là ở vế đằng trước là dùng một cái câu phủ định, đúng không, là hasn't completed. Thì khi mà chúng ta muốn đồng tình với một câu phủ định, thì chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta dùng neither, hai là chúng ta dùng either, được chưa? Đấy, nhưng mà với neither thì thường là neither sẽ phải làm sao nhỉ? Neither sau đó kết hợp với cả trợ động từ đằng sau này, sau đó là chủ ngữ. Thế còn neither thì sẽ là gì đây? Là chúng ta sẽ có chủ ngữ này, đúng không? Chúng ta có chủ ngữ này, rồi sau đó đến trợ động từ này. Và trợ động từ này ở dạng phủ định, tức là chúng ta sẽ phải thêm not vào trợ động từ này, và sau đó là either. Như vậy chúng ta thấy là xét về cái cấu trúc ở phía trên này, đúng không? And Maria hasn't. Như vậy là chúng ta thấy là Maria này, hasn't này, đúng không? Trợ động từ ở dạng phủ định thì đằng sau đó sẽ phải cộng với cả gì? Phải cộng với cả either. Như vậy câu số 1 này đáp án đúng của chúng ta sẽ là B, đúng không? Là either, được chưa? Còn nếu như chúng ta muốn dùng neither thì sẽ phải là như thế này. Sẽ phải là and neither has Maria, được chưa? Đấy, nếu muốn dùng neither nhá thì phải là gì? Là and neither has Maria, được chưa nào? And neither has Maria, được chưa? Thế còn nếu như trong trường hợp chúng ta muốn đồng tình, đúng không? Muốn đồng tình với cả một cái câu khẳng định ở phía trước thì chúng ta sẽ phải sử dụng gì đây? To hoặc là so, được chưa? Ví dụ Tom has completed the work, đúng không? Tom đã hoàn thành công việc, và Maria cũng thế. Cũng thế ở đây có nghĩa là cũng hoàn thành công việc, thì chúng ta có thể nói là gì đây? And Maria has to, được chưa? Đấy, and Maria has to. Hoặc nếu như chúng ta muốn dùng so thì tương tự chúng ta sẽ phải đảo ngữ, đúng không? Giống như kiểu với cả neither thì chúng ta sẽ nói là gì? And so has, đúng không? And so has Maria. Đấy, như vậy chúng ta lưu ý cho cô nhớ chưa? Đấy, nếu như trường hợp chúng ta dùng either thì đằng trước đó phải là trợ động từ kết hợp với cả not, tức là phải mang hàm ý phủ định, được chưa? Đấy, cụ thể là and Maria, cụ thể là sẽ là gì đây? Cái câu của cô lúc nãy đâu nhỉ? And Maria hasn't either, đúng không? And Maria hasn't either. Thế còn nếu chúng ta muốn dùng neither thì nhớ là phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ, đúng không? And neither has Maria. Và tương tự với cả so, với cả to, được chưa? Câu thứ hai, in our team là ở trong đội của chúng tôi, no person là không có ai cả, cái gì đó, John, đúng không? Could finish this tough task in such a short time. Là gì? Không có ai, cái gì đó, John có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn này ở trong một cái quãng thời gian ngắn như thế. Ở đây chúng ta có từ tough bằng với cả từ difficult. Tough bằng với cả difficult có nghĩa là khó, được chưa? Đấy, tức là
Không ai cái gì đó John có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ khó khăn này trong một cái khoảng thời gian ngắn như thế. Và chúng ta có bốn phương án là including, rather than, outside và other than. Thế thì với câu số 2 này, cô nghĩ là nhiều bạn sẽ chọn ngay cái phương án A. Nhiều bạn nhìn đọc cái câu này là gì? Không có ai bao gồm cả Tom đúng không? Thế nhưng mà including thì không phù hợp ở trong cái cấu trúc này. Including không phù hợp. Mà câu số 2 này đáp án của chúng ta sẽ là phương án A. À sorry, phương án D. Cụ thể là other than. Vì sao lại như vậy? Chúng ta có từ other than bằng với cả except, có nghĩa là ngoại trừ, được chưa? No person other than, hay nói cách khác là no person except John, tức là không có ai cả ngoại trừ John. Đấy thì nhớ là other than bằng với cả từ except, và other than thì rất hay được sử dụng ở trong câu phủ định. Đấy, được sử dụng, thường được sử dụng ở trong câu phủ định. Đấy. Thế còn bây giờ tại sao chúng ta không thể dùng including được, mặc dù về mặt ý nghĩa chúng ta cảm thấy nó có vẻ phù hợp đúng không? Là không có ai cả, bao gồm cả Tom, bao gồm cả John. Nhưng mà các bạn nhớ cho cô là including ý, nó không được sử dụng nó trong cái đằng trong trong cái câu phủ định như thế này. Cụ thể là đằng trước là có cái từ no person thì không dùng including. Đấy. Chúng ta dùng including khi nào? Khi mà including này, ví dụ including John chẳng hạn đúng không? Chúng ta vẫn có thể nói là including John là bao gồm cả John. Nhưng mà cái John này nó phải nằm ở trong một cái nhóm người lớn hơn, được chưa? Ví dụ trong này có khoảng 20 người chẳng hạn đúng không? Thì bao gồm cả John ở trong đó. Như vậy including được sử dụng theo nghĩa là bao gồm tức là ở trong cái nhóm người này, được chưa? Ví dụ chúng ta nói là có 6 người đã bị thiệt mạng. Có 6 người đã bị thiệt mạng ở trong cái chuyến bay đó, bao gồm cả phi công. Đấy, có 6 người đã bị thiệt hại, đúng không? Có 6 người bị thiệt hại ở trong cái chuyến bay đó, bao gồm cả phi công. Thì chúng ta cứ dùng cái từ including theo nghĩa là như vậy, bao gồm theo nghĩa là như vậy. Được chưa? Thế còn trong cái trường hợp này là no person là một câu phủ định thì chúng ta dùng từ other than cho cô. Được chưa? Other than nhớ bằng với cả except, có nghĩa là ngoại trừ. Thế còn rather than thì nhớ là bằng với cả cấu trúc nào nhỉ? Other than bằng với cả instead of, đúng không? Có nghĩa là thay vì, đúng không? Đấy, ví dụ chúng ta nói là thay vì là xem phim thì tôi đi ra ngoài ngắm cảnh, đúng không? Thay vì là xem phim tôi đi ra ngoài ngắm cảnh. Đấy thì chúng ta dùng cái từ rather than trong cái nghĩa là như vậy. Đấy, thế còn outside thì có nghĩa là ở bên ngoài. Đấy, thì nó đóng vai trò là một cái trạng từ ở trong câu thôi chứ nó không được dùng ở trong cái trường hợp này. Câu thứ ba chấm 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 always gives me real pleasure. Ở đây chúng ta thấy là cái gì đó đúng không? Luôn luôn mang lại cho tôi một cái cảm giác thích thú hoặc là vui thú thật sự. Đấy, thế thì chúng ta có bốn cái phương án này. Nào, bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu cái câu gốc này trước này. Ở cái câu gốc này chúng ta thấy là có thành phần gì rồi nhỉ? Có gives đúng không? Tức là có động từ ở trong câu rồi, đúng không? Đây là động từ chính ở trong câu luôn. Cái gì đó luôn luôn mang lại cho tôi cái gì đó. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy đây là động từ chính trong câu rồi thì câu này nó bị khuyết cái thành phần gì? Khuyết thành phần chủ ngữ, đúng không? Khuyết thành phần chủ ngữ. Thế thì chúng ta thấy là trong bốn cái phương án này chỉ có một phương án duy nhất là phương án gì thôi? Là phương án C. Có thể đứng ở đầu câu làm chủ ngữ của câu. Đấy, có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ của câu, hay nói cách khác là nó có thể đứng ở đằng trước một cái động từ, được chưa? Đấy, chỉ có duy nhất cái phương án C này có thể đứng ở đầu câu làm chủ ngữ và đứng ở đằng trước một cái động từ. Cụ thể là trường hợp này chúng ta có arranging flowers, có nghĩa là cái việc cắm hoa hoặc là cái sự cắm hoa. Arranging ở đây chúng ta không không dịch là sắp xếp hoa nhé, mà ý là sự cắm hoa, được chưa? Thì cái trường hợp này chính là trường hợp mà chúng ta sử dụng gerund, đúng không? Danh động từ. Đấy, hay chúng ta ký hiệu là gì? Là verb ing, đứng ở đầu câu làm chủ ngữ của câu, được chưa? Rồi sau đó sẽ là đến động từ chính của câu. Đấy, thế thì chúng ta dịch cái câu số 3 này sẽ là gì? Cái việc cắm hoa thì luôn luôn mang lại cho tôi một cái cảm giác thích thú thật sự, đúng không? Đấy, thế còn phương án A và phương án B thì đây là một cái câu hoàn chỉnh rồi. Đây là một câu hoàn chỉnh rồi thì không thể đứng ở đầu câu để làm một cái chủ ngữ của câu khác được, đúng không? Đấy, một câu hoàn chỉnh không thể đứng ở đầu câu làm chủ ngữ một câu khác. Thế còn cái trường hợp này là cái trường hợp gì đây? While arranging flowers là trong khi cắm hoa, đúng không? Đấy thì đây là cái trường hợp mà mệnh đề trạng ngữ rút gọn. Mệnh đề trạng ngữ rút gọn thì chúng ta có thể rút gọn được mệnh đề trạng ngữ khi nào? Khi mà
hai vế của một cái câu, đúng không? Khi mà hai vế của một câu có cùng chung một chủ ngữ, đúng không? Thế thì ở đây là khi mà cắm hoa thì rõ ràng cái phải là có một người nào đó cắm hoa, đúng không? Thì khi mà chúng ta muốn sử dụng cái này thì cái vế đằng sau bắt buộc nó phải có một cái chủ ngữ, đúng không? Đấy, sau đó mới đến một cái động từ. Mà ở đây rõ ràng là cái câu này chúng ta đang khuyết một cái chủ ngữ, đúng không? Như vậy là không được rồi. Đấy, như vậy phương án D cũng là một cái phương án mà sai. Đấy, như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C. Cụ thể hơn là sẽ dùng danh động từ đứng ở đầu câu làm chủ ngữ của câu. Câu thứ tư lại là một câu mà chúng ta sẽ phải, tức là kiểm tra chúng ta về cái kiến thức về mệnh đề quan hệ. Nào, in my apartment there are two rooms, là trong cái căn hộ của tôi thì có hai phòng, đúng không? Trong căn hộ của tôi có hai phòng. Ở đây chúng ta phải để ý kỹ cho cô ở đây cái số lượng là gì? Là có hai thôi, đúng không? Đấy, có hai phòng. Thì cái ở đây sẽ là gì đây? Phòng phải là phòng lớn hơn, đúng không? Không thể là phòng lớn nhất được. Đấy, bởi vì đây là gì? So sánh giữa hai phòng. So sánh giữa hai phòng, hai thứ hoặc hai vật thì chúng ta sẽ phải sử dụng so sánh hơn. Thế còn từ 3 trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng so sánh nhất. Đấy, khi mà chúng ta có kiến thức như vậy thì chúng ta sẽ loại được ngay phương án gì? C và phương án D, đúng không? Thì còn lại sẽ là phương án A và phương án B, đúng không? Đấy, thế thì ở đây chúng ta phải hiểu là trong cái căn hộ của tôi thì có hai phòng, bây giờ phòng lớn hơn, đúng không? Thì được sử dụng để làm phòng khách. Đấy, phòng lớn hơn được sử dụng để làm phòng khách. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phương án A hay là phương án B đây? Đấy, thế thì như cô đã nói với các em, cái câu này kiểm tra chúng ta kiến thức về mệnh đề quan hệ. Cụ thể hơn là trong cái câu này chúng ta sẽ phải sử dụng phương án B, được chưa? Sử dụng phương án B. Đấy, cụ thể là chúng ta sẽ phải sử dụng đại từ quan hệ ở đây là which, được chưa? Này, the larger of which, tức là the larger of the two rooms, đúng không? Đấy, như vậy là cái the two rooms này thì chúng ta thay thế, được thay thế bằng cái gì đây? Bằng which, đúng không? The larger of which, tức là cái phòng lớn hơn trong hai cái phòng này. Đấy, thì chúng ta bắt buộc sẽ phải sử dụng cái đại từ quan hệ which để nối giữa hai cái vế của cái câu này, đúng không? Sử dụng đại từ quan hệ which để nối hai vế của cái câu này. Bắt buộc phải sử dụng đại từ quan hệ để nối câu, hiểu chưa? Để nối hai cái vế với nhau. Thế còn the larger one, tức là cái phòng lớn hơn, đúng không? Khi mà chúng ta đọc cái phương án A ấy, thì có thể sẽ có nhiều bạn chọn cái phương án A, bởi vì chúng ta thấy là xét về logic tiếng Việt ấy, khi mà chúng ta dịch ra thì có vẻ như là cái nghĩa của nó cũng rất là hợp lý. Thế nhưng mà nghĩa thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà về mặt ngữ pháp, về mặt cấu trúc ngữ pháp thì nó sai. Nếu như chúng ta muốn sử dụng phương án A này thì ở đây bắt buộc phải có dấu chấm, nhớ chưa? Bắt buộc phải có dấu chấm. Đấy. Tức là ở đây nó không nối giữa hai câu nữa, mà gần như nó là một cái câu khác. In my apartment there are two rooms. The larger one is used as the living room. Thì ok, thì lúc đấy bắt buộc các em lại phải dùng phương án A. Thế còn ở đây là có dấu phẩy, được chưa? Có dấu phẩy. Đấy, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng mệnh đề quan hệ, hay còn gọi là sử dụng đại từ quan hệ để nối giữa hai vế của một câu. Đấy, như vậy cái trường hợp này chú ý cho cô nhé. Câu số 5 cũng lại là một câu mà chúng ta kiểm tra chúng ta về mệnh đề quan hệ, kiến thức về mệnh đề quan hệ. Nhưng mà lần này thì lại là kiến thức gì đây? Là mệnh đề quan hệ giản lược, đúng không? Tức là rút gọn mệnh đề quan hệ. Cụ thể là gì? Applications là ở đây tạm hiểu là những cái hồ sơ mà gì? Những hồ sơ mà phải là được gửi, đúng không? Tức là cái hàm ý ở đây là phải hàm ý bị động, đúng không? Những cái hồ sơ mà được gửi sau ngày 30 tháng 4 thì sẽ không được cân nhắc. Đấy, sẽ không được cân nhắc hoặc là sẽ không được xem xét. Đấy, thì như cô nói, đây chính là cái trường hợp mà mệnh đề quan hệ rút gọn, đúng không? Cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng cái gì đây? Khi rút gọn mệnh đề quan hệ mà ở dạng bị động, đúng không? Tức là những cái hồ sơ này được gửi. Đấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng gì? Phân từ 2, hay còn gọi là phân từ quá khứ, để rút gọn một cái mệnh đề quan hệ mang hàm ý bị động. Nhớ chưa? Cô nhắc lại này, là chúng ta sẽ sử dụng phân từ 2, hay còn gọi là phân từ quá khứ, để rút gọn mệnh đề quan hệ mang hàm ý bị động. Nhớ chưa? Đấy, thế thì cái câu này, đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì đây? Đáp án đúng sẽ là phương án C, được chưa? Applications sent in after the 30th April will not be considered. Đấy, thế còn cái phương án B ấy, vì sao nó sai? Phương án B vì sao sai nhỉ? Bởi vì sai ở cái động từ gì đây? Sai ở động từ to be, đúng không? Đấy, thế muốn sửa thì sẽ phải là gì? Muốn sửa thì phải chuyển là that, gì? Are sent.
Đấy, that arson. Vì sao lại phải là are? Bởi vì cái that này được dùng để thay thế cho gì đây? Được dùng để thay thế cho applications, đúng không? That ở đây chính là applications. Mà applications đây nó là cái danh từ số nhiều. Nó không có S mà, danh từ số nhiều. Cho nên động từ thì bắt buộc phải là động từ số nhiều, đúng không? Đấy, như đây là dùng is là sai rồi. Đấy. Thế còn cái này thì sai, bởi vì sao? Bởi vì thiếu gì? Thiếu động từ to be, đúng không? Thiếu. Đáng nghĩa phải là which are sent, cái gì đó thì đúng. Thế thì còn cái câu này thì là sai rồi, đúng không? Đấy. Rồi, như vậy, cô nhắc lại là cái câu số 5 này kiểm tra chúng ta về cái gì đây? Là kiểm tra chúng ta về mệnh đề quan hệ rút gọn, đúng không? Cụ thể là khi mệnh đề quan hệ mà mang hàm ý bị động, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng phân từ 2. Đấy, chúng ta sử dụng phân từ 2. Sử dụng phân từ quá khứ để rút gọn mệnh đề quan hệ mang hàm ý bị động. Câu số 6 thì lại được lấy từ trong đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 của khối đây. Đấy, như vậy là khó hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Nào, câu số 6 là gì? They got lost in the forest, là họ bị lạc ở trong rừng, đúng không? Và cái gì đó made matters worse, và cái gì đó khiến cho cái tình hình còn tệ hơn, chính là gì đây? Night began to fall, tức là màn đêm thì buông xuống. Đấy. Như vậy cái câu này chúng ta hiểu thoáng qua là gì? Là họ bị lạc ở trong rừng, đúng không? Và còn cái điều mà còn khiến cho mọi thứ tệ hại hơn nữa là màn đêm bắt đầu buông xuống rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có 4 phương án là that, what, which và it. Thì câu này chúng ta sẽ phải chọn phương án là gì đây? Sẽ phải chọn phương án là B, được chưa? Tức là what. Đấy. Các bạn có biết what nó bằng với cả cái gì không? What ở đây là một cái đại từ quan hệ và nó bằng với cả the thing that. Đấy, như vậy chúng ta thấy là what được cấu tạo bởi the thing này, và sau đó nó cũng là đại từ quan hệ là that, đúng không? Đấy thì bây giờ chúng ta lắp ghép cái này vào đây, chúng ta thấy là cái câu này nó rất là hợp lý rồi, đúng không? They got lost in the forest and the thing that, đúng không? The thing ở đây là gì? Cái mà, đấy, và cái mà khiến cho tình hình tệ hại hơn chính là màn đêm bắt đầu buông xuống. Như vậy chúng ta thấy là what có thể được dùng làm gì đây? What là một cái từ mà duy nhất ở trong bốn phương án này vừa có thể được dùng làm chủ ngữ của động từ what, à động từ made, nhớ chưa? Cái what này có thể được làm chủ ngữ của động từ made và nó có thể làm chủ ngữ của động từ was that. Đấy, tức là nó có thể làm chủ ngữ của cả hai cái động từ này. Đấy. Được chưa nào? Đấy. Như vậy là chúng ta phải sử dụng what để chúng ta nối giữa hai cái động từ này với nhau. Thế còn những cái từ that thì không có chức năng như vậy. That và which thì không thể được dùng để nối, được chưa? Hai cái động từ với nhau cùng một lúc trong trường hợp này. Thế còn it ở đây là cái đại từ nhân xưng thì it nó không đóng chức năng là đại từ quan hệ, được chưa? Nó không thể đóng chức năng đại từ quan hệ được bởi vì nó là đại từ nhân xưng. Đấy. Và nó cũng không thể nào mà làm chủ ngữ, tức là nó không thể làm chủ ngữ của một cái động từ thứ hai là động từ was that được. Đấy, đúng không? Và thế còn cái câu số 6 này ý, nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng cái từ which thì các bạn sẽ phải biến đổi cái câu này là như thế nào đây? They got lost in the forest. Phẩy, được chưa? Phẩy which made matters worse chấm một cái thì lúc đấy thì chúng ta có thể sử dụng which được, được chưa? Đấy, hoặc là nếu như muốn sử dụng that thì chúng ta sẽ phải nói là gì? They got lost in the forest, phải, and that made matters worse, chấm một cái, được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta thấy là that với cả which nó chỉ có thể làm chủ ngữ của cái động từ made này được thôi, chứ nó không thể làm chủ ngữ của was that được, mà chỉ có duy nhất cái what này có thể làm được chủ ngữ của cả hai cái động từ này, được chưa nào? Câu số 7 cũng là một câu mà liên quan đến kiến thức là mệnh đề quan hệ rút gọn. The bank has more than 100 branches. Ngân hàng này thì có hơn 100 chi nhánh, đúng không? Đấy, và cái gì đó in a major urban area. Ở một cái gì nhỉ? Một cái khu gọi là khu đô thị lớn, đấy. Một cái khu đô thị lớn. Thế thì ở đây là gì? Ngân hàng này có hơn 100 chi nhánh. Thì theo cái tư duy thông thường chúng ta sẽ hiểu là gì? Có hơn 100 chi nhánh và mỗi một cái chi nhánh này, đúng không? Mỗi một cái chi nhánh này thì lại được đóng ở một cái khu đô thị lớn, được chưa? Đấy là theo tư duy thông thường thì chúng ta sẽ hiểu là như vậy. Mỗi một cái chi nhánh này sẽ được đóng ở một cái khu đô thị lớn. Thế thì câu này nếu mà viết đầy đủ ra thì chúng ta sẽ hiểu là gì? Each of, đúng không? Each of the branches
Đấy, hay hay nếu mà ở đằng trước này có branches rồi thì chúng ta có thể dùng đại từ quan hệ là each of which, đúng không? Đấy, each of which tức là each of the branches ở đằng kia. Thì thế thì câu này phải là gì đây? Mỗi một cái chi nhánh này thì sẽ phải là được gì? Được đóng ở, đúng không? Được đóng ở một cái gì đó is located in, được chưa? Thế thì nhớ cho cô nữa là một cái từ, một cái kiến thức nữa là từ locate này khi mà chúng ta ám chỉ là được đóng, tức là khi mà nó có nghĩa là được đóng ở đâu đó thì bao giờ chúng ta cũng dùng dạng bị động, được chưa? Ví dụ cái công ty của tôi hoặc là tổ chức của tôi được đóng ở tại quận này, huyện này hoặc là ở trên đường này thì chúng ta sẽ sử dụng từ locate ở dạng bị động. Đấy. Thế thì ở đây là gì? Each of the branches hay là each of which, đúng không? Is located in. Thế thì khi mà chúng ta rút gọn cái này đi thì chúng ta có thể bỏ cái gì đây? Chúng ta có thể bỏ each, bỏ each thì vẫn phải giữ nguyên bởi vì hàm ý ở đây là mỗi một cái mà, đúng không? Thế thì bỏ cái gì đi? Bỏ cái này đi, được chưa? Bỏ cái động từ to be đi và chúng ta giữ lại cái gì đây? Giữ lại phần từ 2, đúng không? Đấy. Như vậy là gì? Nguyên tắc khi mà chúng ta rút gọn, đúng không? Khi mà chúng ta rút gọn cái câu mệnh đề quan hệ mà ở dạng bị động thì chúng ta giữ nguyên gì? Chúng ta giữ nguyên phần từ 2. Và trong trường hợp này thì chúng ta giữ cả cái từ x nữa, bởi vì x ở đây hàm ý là mỗi một cái gì đó, đúng không? Đấy. Và ngoài ra thì x, bản thân cái từ x này nó có thể đứng một mình. Đấy, khi làm đại từ thì nó có thể đứng một mình. Đấy. Thì x located in a major urban area. Được chưa? Như vậy câu số 7 này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C. Đấy, C. Thế còn B thì sai rõ ràng rồi, đúng không? Bởi vì đây là một câu hàm ý mang hàm ý bị động, được đóng ở thì chúng ta không thể dùng verb in được. Thế còn cái phương án D vì sao lại sai? Đấy, and are located, đúng không? Thì chúng ta thấy là and, liên từ and thường được dùng để nối gì? Nối giữa hai cái động từ với nhau, hoặc hai danh từ này, hoặc là hai tính từ này, đúng không? Đấy, tóm lại là phải đảm bảo là cái mà được nối, hai cái thành phần được nối này, nó phải có sự đồng dạng, đúng không? Phải có sự đồng dạng. Thế thì ở đây, nếu như ở đây là đằng sau là are located, thì đằng trước nó cũng phải là một cái động từ nào đó, đúng không? Ví dụ như là động từ là has chẳng hạn. Đấy, là động từ là has chẳng hạn. Thế thì nó cũng phải cùng có chung một chủ ngữ, đúng không? Cùng có chung một chủ ngữ. Đấy. Thế thì ở đây chủ ngữ chắc chắn phải là the bank, đúng không? Thì có the bank has more than 100 branches. Thế thì the bank nó là một cái chủ ngữ số gì đây? The bank nó là một cái chủ ngữ số ít, đúng không? Nó không có s là chủ ngữ số ít. Thế thì rõ ràng là động từ ở đây lại là động từ are, đúng không? Như vậy là sai, đúng không? Muốn đúng thì phải là gì? Phải là is, đúng không? Đấy. Như vậy cái câu này sai, vậy là động từ are là sai. Được chưa? Thế thì còn cái phương án A thì vì sao nó lại sai? Phương án A vì sao sai? The location of which, đúng không? The location of which vì sao lại sai? Nếu như chúng ta lắp cái the location of which vào đây, cứ coi như là toàn bộ cái này là đúng đi, đúng không? Thì khi chúng ta lắp vào đây ấy, thì phải đảm bảo cái vế đằng sau ấy nó phải là một cái, nó phải có động từ. Ví dụ như cái câu này, đúng không? Ví dụ như cái phương án này thì each of which phải là is located, tức là nó phải có một cái động từ, đúng không? Ở đằng sau. Thế còn ở đây là gì? The location of which chả có động từ gì cả. Đấy, như vậy nó sai, đúng không? Không có động từ, đúng không? Đấy. Thế còn ngoài ra nếu mà muốn đúng thì phải là thêm vào đằng sau này. Đấy. Nếu mà muốn ám chỉ là gì? The bank has more than 100 branches, là cái ngân hàng này có hơn 100 chi nhánh, và những cái địa điểm đấy, những cái địa điểm của những cái chi nhánh này thì được đặt ở những cái nơi khác nhau, thì cũng phải có thêm s vào đây, nhớ chưa? Nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái công thức này là the locations of which thì ở đây lúc này lại phải là gì đây? Are located, đúng không? Locations located thì nghe có vẻ cũng không phù hợp lắm. The locations of which are in a major of, nói chung là kể cả khi mà chúng ta sửa thành locations thì cái câu này nghe nó cũng rất là buồn cười, đúng không? Đấy, nếu mà sửa là gì thì sẽ thành là cái ngân hàng này có hơn 100 chi nhánh, những cái địa điểm của những cái chi nhánh này thì ở
cái gì đây, are in a major urban area, tức là ở một cái khu đô thị chính, chỉ ở một cái khu đô thị chính thôi à, đúng không? Nói chung là nghe nó cũng vẫn rất là buồn cười. Về mặt cấu trúc ngữ pháp thì có vẻ như là phù hợp, thế nhưng mà về mặt ý nghĩa thì lại không được phù hợp lắm. Đấy, nhưng mà tóm lại là cái phương án này nó cũng sai, nó thiếu gì, thiếu động từ, được chưa? Đúng nhất thì sẽ là cái phương án C này. Và nhớ cho cô đây là chính là trường hợp mà chúng ta rút gọn mệnh đề, và rút gọn bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng duy nhất một cái gì? Phân từ hai thôi, được chưa? Câu 8 là một câu mà kiểm tra chúng ta kiến thức về câu nhấn mạnh. Kiểm tra về câu nhấn mạnh. Ở đây là gì? In my opinion, là theo quan điểm của tôi thì cái gì đó, new technology là cái công nghệ mới, là who, tức là người mà, đúng không? Người mà sẽ finally decide, tức là cuối cùng là sẽ quyết định. Which ideas take off, tức là cái ý tưởng nào thì sẽ take off, ở đây có nghĩa là trở nên phổ biến. Thế thì đây chính là một cái câu mà như cô nói, là mấy cái câu mà câu nhấn, được chưa? Câu nhấn. Đấy, thế thì khi mà chúng ta nhấn ý, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái công thức là gì đây? Là it is, đúng không? Đấy, cộng với cả cái danh từ, hoặc là một cái tùy vào chúng ta muốn nhấn danh từ hay là nhấn cái cụm từ chỉ địa điểm hay là thời gian thì chúng ta lại thêm vào đây, đúng không? Và sau đó sẽ là gì đây? Who hoặc là that, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là gì đây? Là cái đằng sau này là who, đúng không? Đấy. Đằng sau này là who thì chắc chắn đằng trước nó phải là chỉ người, đúng không? Chắc chắn đằng trước nó phải là chỉ người. Đấy là chính cái gì đây? Chính cái người sử dụng của một cái công nghệ mới thì là người mà sẽ quyết định xem cái ý tưởng nào sẽ phổ biến. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta sẽ phải chọn phương án C, được chưa? Phải chọn phương án C. Đấy, cụ thể nhắc lại này, cô nhắc lại này. Đây chính là gì? Công thức gì? Câu nhấn, được chưa? Nhấn. Tức là khi chúng ta muốn nhấn mạnh một cái thành phần nào đó của câu thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức này. It is là chính là một cái gì đó, người mà hoặc là cái mà sẽ như thế nào đấy. Đấy. Như vậy là in my opinion, it is the user of new technology who will finally decide which ideas take off. Đấy, ở đây chúng ta thấy là who, đúng không? Là bắt buộc phải là đằng trước này phải là người, đúng không? Cái đằng trước này phải là người. Đấy, chính vì thế cho nên là cái phương án A nó sai. Đấy. Mặc dù theo đúng công thức này, đúng không? Là it is cộng với cả danh từ cộng of technology cũng who cái gì đấy. Thế nhưng mà nhớ đây là who này, đúng không? Nếu ở đây là that ý, đúng không? Thì may ra còn gọi là còn xem xét giữa hai cái phương án. Nếu ở đây là that thì liệu câu này có đúng hay không? Là gì? Theo quan điểm của tôi thì chính cái sự phát triển của công nghệ mới, đúng không? Là cái mà sẽ quyết định xem ý tưởng nào sẽ phổ biến. Thì nói chung là khi mà chúng ta, kể cả khi mà chúng ta thay đổi cái câu này sang that thì cái ý nghĩa ở đây nó cũng không thực sự là phù hợp lắm nếu như chúng ta chọn cái phương án A này. Mà đúng nhất vẫn sẽ là cái phương án C, chính là cái người mà sử dụng cái công nghệ đó, đúng không? Sẽ là người quyết định gì gì đấy. Đấy, thì cái câu số 8 này cũng là một cái cơ hội để chúng ta ôn lại cái câu nhấn. Trong câu số 9 này, chúng ta sẽ có cơ hội để ôn lại cái kiến thức ngữ pháp gọi là suy đoán một việc ở trong quá khứ. Cụ thể là gì? Jessica looks very tired. Jessica thì nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ, đúng không? Nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ. Cái looks very tired đây, tức là ở đây nó ám chỉ một cái ở hiện tại, đúng không? Người ta nói cái câu này ở hiện tại. Tức là Jessica nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ. Sau đó là she cái gì đó, have stayed late to finish her assignment last night. Đấy, như vậy câu đằng sau là câu last night, đúng không? Thế bởi vì là có cái từ last night là cái từ mà tối qua, thế cho nên là mới dẫn đến là câu này chắc hẳn là một cái sự suy đoán một cái điều gì đó ở trong quá khứ, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta suy đoán thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì đây? Có hai cấu trúc suy đoán ở trong đây, đúng không? Là should này. Should have cộng phân từ 2 này, đúng không? Và thứ hai nữa là must have cộng phân từ 2, đúng không? Đấy, có hai cấu trúc suy đoán như thế này. Thế còn would have cộng phân từ 2 thì chúng ta không dùng trong cấu trúc suy đoán, được chưa? Mà chỉ dùng trong câu điều kiện loại mấy thôi nhỉ? Loại 3, đúng không? Would have cộng phân từ 2 là loại 3. Thế còn will have cộng phân từ 2 là thì tương lai tiếp diễn, được chưa? Không dùng ở trong cái câu suy đoán. Thế bây giờ còn lại mỗi là should have cộng phân từ 2 và must have cộng phân từ 2. Thì should have cộng phân từ 2 có nghĩa là gì? Ý ám chỉ là đáng nhẽ ra, đúng không? Đáng nhẽ ra là đã nên làm gì ở trong quá khứ. Đấy, should have cộng phân từ 2 nghĩa là đáng nhẽ ra là đã nên làm gì trong quá khứ. Thế còn must have cộng phân từ 2 có nghĩa là gì? Ắt hẳn là đã.
Đấy, ắt hẳn là đã, đúng không? Thế thì chúng ta thấy là với cái câu số 9 này thì cái phương án nào sẽ phù hợp hơn đây? Chúng ta thấy là D, đúng không? D sẽ là một cái phương án mà phù hợp hơn cả về mặt ý nghĩa. Tức là she must have stayed late. Tức là ắt hẳn là cô ấy đã thức khuya để mà hoàn thành cái bài tập của mình. Đấy. Và kết quả đây là bây giờ cô ấy đang rất là mệt mỏi, đúng không? Đấy, chính vì thế nên chúng ta suy đoán là ắt hẳn là. Đấy, đến khi mà chúng ta dùng cái must have này ấy, thì phải đến 90% là cái suy đoán của chúng ta là đúng, đúng chưa? Tức là chúng ta rất là chắc chắn về cái suy đoán của chúng ta thì chúng ta sử dụng must have cộng phân từ 2. Đấy, thế còn khi mà chúng ta không chắc chắn lắm, khoảng 50% thôi thì chúng ta dùng là gì? May hoặc là might, đúng không? Đấy. May hoặc là might cộng với cả have cộng với phân từ 2, đúng không? Đấy, cái này là khoảng 50%, tức là có thể là đã thôi. Thế còn cái này là ắt hẳn là đã. Với câu số 10 này thì chúng ta lại được ôn về một cái chủ điểm ngữ pháp khác, đúng không? Đó chính là câu đảo ngữ, đúng không nhỉ? Chính là câu đảo ngữ. In no circumstances, chúng ta phải hiểu nó là gì đây? Là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không, đấy chưa? Đấy, in no circumstances là trong bất cứ trường hợp nào cũng không. Đấy, thì đây là cái trường hợp đảo ngữ mà chúng ta đảo cái từ gọi là từ gì nhỉ? Từ phủ định lên đầu câu, đúng không? Trường hợp đảo ngữ mà đảo cái từ phủ định lên đầu câu. Thế thì rất là đơn giản thôi. Với những cái trường hợp này thì sau in no circumstances chúng ta sẽ phải sử dụng gì đây? Trợ động từ, đúng không? Sau đó sẽ là chủ ngữ, rồi đến các thành phần khác. Đấy, rồi đến động từ chẳng hạn. Đấy, thế thì khi mà chúng ta biết như thế rồi thì đáp án rất là dễ dàng rồi, đúng không? Đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Là trợ động từ lên trước thì sẽ là should này, sau đó đến chủ ngữ sẽ là smoking này, sau đó là đến động từ, đúng không? Thế là be allowed. Đấy. Như vậy câu số 10 này đáp án của chúng ta sẽ là phương án A, được chưa? Đấy. Như vậy là in no circumstances should smoking be allowed on campus, là trong bất cứ trường hợp nào thì cái việc hút thuốc lá cũng không được, cũng không nên được cho phép ở trong khuôn viên của trường học. Đấy. Thế thì cái câu xuôi của nó sẽ là gì nhỉ? Câu xuôi của nó là gì? Là gì đây? Là smoking, đúng không? Smoking should not be allowed. Đấy, should not be allowed in any circumstances on campus, đúng không? Đấy. Nên là cái câu mà xuôi thì nó sẽ dùng cái gì? In any circumstances, được chưa? In any. Và còn not. Đấy, thì khi mà chúng ta đảo ngữ thì chúng ta không dùng any nữa, không dùng not nữa, mà là in no, được chưa? In no circumstances. Và nhớ cái công thức là sau đó sẽ là trợ động từ, chủ ngữ, rồi đến động từ, được chưa? Là should smoking be allowed on campus. Như vậy là vừa rồi cô đã vừa chữa cho các em 10 câu, đúng không? Và cũng gọi là cung cấp cho các em những cái cấu trúc câu mà điểm 8, điểm 9, điểm 10 để cho chúng ta, để phục vụ cho cái kỳ thi phổ thông trung học quốc gia sắp tới. Nếu như các em muốn cô tiếp tục làm những cái clip như thế này thì hãy nhớ để lại like, hãy nhớ like clip này nhớ, và nhớ share cũng như là để lại comment ở phần phía dưới. Ok, cảm ơn các em rất nhiều.